Phật như vầng trăng mát soi sáng bầu thái không, cõi lòng ai thanh thản chẳng hiện bóng trong ngần. Phật như vầng trăng mát soi sáng bầu thái không, cõi lòng ai thanh thản. Thanh Nhã xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Như vầng trăng mát và Nam Mô Di Đà Phật. Con xin kính chào thầy ạ. Chào chị Thanh Nhã và đại chúng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại gặp gỡ thầy Thích Lại Minh với một cái chủ đề Phật dạy về tiền bạc. Và câu hỏi đầu tiên kính thưa thầy, khi con đọc trong kinh Tạng thì con có nhận thấy Đức Phật có đề cập đến tiền với đơn vị là đồng tiền vàng. Theo cái suy nghĩ của con thì là Đức Thế Tôn nhắm vào cái mục đích là dạy cho chúng sanh biết được rằng tài sản vật chất tức là phước tạo ra được từ kiếp trước và giáo hóa chúng sanh làm sao để mình có thể sử dụng cái cách sử dụng tài sản vật chất đó, làm sao để mình có thể có được cái lợi lạc. Dạ thưa thầy, có thể giải thích và cho chúng con về cái điều này ạ. Thưa với đại chúng, tiền bạc là một trong những cái phương tiện để trao đổi, sử dụng rất là hữu ích trong các mối quan hệ đời sống của con người. Vì mỗi con người chúng ta đều có những nhu cầu về ăn, mặc, ở, ngủ, nghỉ, những hoạt động giải trí, đi lại, du lịch, giao tiếp hoặc là thưởng thức các cảm xúc khoái lạc của các giác quan. Thì con người làm ra đồng tiền để nuôi sống bản thân và một phần sẽ đem cái sự cống hiến và tiền bạc đó xây dựng cho hạnh phúc, an vui, lợi ích cộng đồng của xã hội. Như chúng ta thấy đó, chỉ đồng tiền vàng rải rác có mặt trong các bản kinh với những buổi thuyết giảng của Đức Phật ca tụng về hạnh bố thí, thì chúng ta cũng không thể nào quên hình ảnh của cư sĩ Cấp Cô Độc, người đã phát tâm dũng mãnh mua cái mảnh vườn của Thái tử Kỳ Đà bằng cách là lót hết vàng trên cái mảnh vườn ấy theo lời thách thức của thái tử, thì mới bán cái mảnh vườn đó cho cư sĩ Cấp Cô Độc xây tịnh xá Kỳ Viên, sau này đã trở thành một trong những trung tâm hoằng pháp lớn nhất thời Đức Phật. Thì thưa quý vị, cỡ một người thương gia giàu có như là cư sĩ Cấp Cô Độc đã dùng hết những gia sản của mình, hàng triệu đồng tiền vàng có thể bỏ ra bố thí, xây dựng tinh xá, cúng dường cho Đức Phật để hoằng pháp. Thì có thể nói đây là một trong những cái tấm lòng của những vị đại thí chủ. Và hơn ai hết thì cư sĩ Cấp Cô Độc cũng đã dùng những cái đồng tiền vàng bằng cái việc kinh doanh chân chánh của mình, bố thí, làm phước, cứu trợ cho những người nghèo khó. Và ít nhất mỗi một ngày thì ở tại nhà của cư sĩ Cấp Cô Độc có hàng trăm, hàng ngàn người vô gia cư, người nghèo khó đi đến khất thực, tìm miếng ăn và được no đủ dưới tấm lòng đại bi, đại từ của cư sĩ. Thưa quý vị, quản lý về tiền bạc luôn là một vấn đề mà mọi người rất là quan tâm. Hiện nay chúng ta thường tin theo những cái triết thuyết của các nhà kinh tế học phương Tây, mà chúng ta không hề biết rằng hơn 26 thế kỷ qua thì chính Đức Phật vĩ đại của chúng ta đã truyền dạy một công thức quản trị về tài chánh rất là hay. Xin được cung cấp cho quý vị nội dung bản kinh. Một thời Đức Phật cư trú ở tại vườn Sóc, tinh xá Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, thì Đức Phật đã gặp một cái chàng thanh niên tên là Sigala, và Đức Phật đã dạy cho anh ta bí quyết về cách quản lý về tiền bạc như sau. Người trí hiền đức hạnh, sáng ngời như ánh lửa, gây dựng nên tài sản bằng nghiệp thiện nghề lành, như con ông chăm chỉ, tha mật về thành tổ, của cải lúc càng nhiều, như tổ kiến xây thành. Làm giàu theo cách này, đúng cách người tại gia, tiền của chia bốn phần, được bạn bè khen ngợi. Và Đức Phật nói là tiền bạc sẽ chia ra bốn phần. Một, chi phần cá nhân. Hai, phần việc làm ăn. Ba, một phần dành tiết kiệm, nghĩ đến người thiếu thốn. Thì quý vị ngẫm lại thử xem, với bốn cái tiêu chí mà Đức Phật đưa ra để quản trị về tiền bạc rất là hay,
Đức Phật bảo rằng phần chia cá nhân là cần thiết, rồi đầu tư cho việc làm ăn để sinh lời là cần thiết, rồi mình phải để dành tiết kiệm, mình hỗ trợ cho những người thân trong gia đình hoặc là những lúc nguy khó, và cuối cùng là nghĩ đến những người thiếu thốn là chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí, cho tay con rộng mở biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Người nào biết linh động, biết thông thạo và biết khéo léo quản trị về tài chánh với bốn phương diện vừa được nêu thì thầy tin chắc rằng người đó không có nghèo, người đó lúc nào đời sống cũng sung túc. Bởi vì sao? Mình có chi cho bản thân mình có đầu tư làm ăn kinh doanh buôn bán, mình có dự phòng cho những lúc rủi ro, và kể cả mình có tạo thêm phước cho đời này đời sau được an lành. Một câu nói dễ thương của thầy: người nào có phước là người đó có tiền, mà người nào hết tiền thì người đó đang hết phước. Chính vì vậy, một cái sự dẫn khởi giữa chữ phước và tiền bạc thì nó sẽ đi đôi với nhau trong cái sự vận hành của cuộc sống vô thường này. Do vậy, mình nhìn người nào đó giàu sang phú quý là mình biết họ có phước. Mình người thấy người nào đó mà hết tiền hết bạc là mình biết rằng người đó cần phải tạo thêm nhiều cái duyên lành để có được cái cuộc sống no đủ. Dạ vâng, mô Phật con cảm ơn sự giải thích của thầy rất nhiều. Dạ thưa thầy, giống như tất cả các pháp hữu vi thì tiền bạc, tài sản vật chất cũng sẽ bị hoại diệt. Đức Phật dạy tất cả tài sản thế gian đều bị năm thứ cướp mất. Xin thầy hoan hỷ cho con và quý vị khán thính giả được biết và phân tích rõ về điều này ạ. Thưa với đại chúng, mình đang cầm tiền trong tay á, mà mình tưởng rằng là nó ở hoài với mình là coi chừng, quan điểm đó sai lầm. Trong chiếc tự của chữ Hán á, tiền tức là chữ kim. Kim thì gồm có chữ tiền là một bộ kim gồm có hai bộ, và bên cạnh đó là có hai bộ qua. Kim là tiền mà qua là giáo mát. Người nào đang cầm tiền trong tay tức là người đó đang cầm giáo mát. Chính vì vậy tiền nó không có để đứng yên một chỗ được, mà nó phải linh động, như nãy thầy nói đó, nó phải được giao dịch, nó được thiết lập bởi những cái mối quan hệ chúng ta hỗ tương cho sự chi tiêu cá nhân, giúp đỡ người thân, rồi đầu tư làm ăn và làm phước. Đừng bao giờ để đồng tiền yên một chỗ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Đức Phật nói rằng các pháp đều là vô thường, do đó là tiền nó cũng phải vô thường thôi. Hôm nay có ngày mai mất là chuyện bình thường đó nha. Do đó xin được cảnh báo với 5 điều mà tiền có thể bị cướp mất như câu hỏi của chị Thanh Nhã vừa đưa ra. Đó là bị trộm cắp, cướp đoạt nè, bị lửa thiêu đốt nè, bị nước cuốn trôi nè, bị con cháu thừa tự thù nghịch cướp đoạt. Tại sao có 5 điều này? Thì đây là một trong những ngôn thuyết của Đức Phật. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở thời thành Xá Vệ của vương quốc Kosala, thì bây giờ Đức vua Ba Tư Nặc đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi qua một bên, thì bây giờ Đức Phật hỏi: Thưa Đại Dương, vì duyên cớ gì mà Đại Dương đã đến đây vào buổi trưa như thế này? Đại Dương đi đâu? Được hỏi như vậy thì nhà vua chắp tay, bày tỏ nỗi băn khoăn trong lòng và thưa Đức Thế Tôn: Có một ông triệu phú ở trong thành Xá Vệ này, ông vừa mới qua đời. Ông này thì không có con cái, và trong nguyên tắc luật pháp của nhà vua thì con đến xem xét tài sản của vị ấy và sẽ tịch thu lấy. Có đến 8 triệu đồng tiền vàng và chưa kể những tiền bạc khác nữa. Vậy mà lúc mà triệu phú này còn sinh thời đó, thì đồ ăn của ông chỉ là những chén cháo tấm chua còn thừa hôm trước. Vải mặt thì rất là thô và gai, đi xe nhỏ cũ kỹ hỏng nát. Nói chung, ông tiết kiệm mọi cái. Ông cũng chả làm phước, ông cũng không làm bất kỳ một điều thiện nào hết. Rồi cuối cùng gia sản ông chết đi, không người kế tự như vậy, thì coi như nhà vua sẽ tịch thu lấy. Đức Phật nói: Thật vậy thưa Đại Dương, một kẻ không phải chân nhân, giàu cho có tài sản lớn cách mấy đi chăng nữa cũng không thể nào đem lại an lạc cho bản thân. Nếu như không đem lại an lạc cho mẹ, vợ con, không đem lại an lạc cho người phục vụ, làm công và thân hữu, thì chắc chắn rằng
Với cái cách sống như vậy, sử dụng tài sản một cách không đúng đắn, không đem lại an lạc cho mình và mọi người, thì xin thưa với quý vị, tài sản đó sẽ không lâu bền. Các tài sản ấy sẽ bị trộm cướp đoạt, sẽ bị lửa đốt, sẽ bị nước cuốn trôi, sẽ bị con cháu thừa tự thù nghịch cướp đoạt. Quý vị nghiên cứu kỹ phần này có đúng không? Mình có nhiều tiền quá mà mình khoe cho người khác thì chắc chắn là mình đã mở cờ cho trộm cướp đi vào nhà mình. Rồi đâu có ai tránh khỏi được cái tai nạn bất ngờ của thời tiết, của cháy nhà, rồi của thiên tai lũ lụt. Và hơn ai hết, có đôi khi chúng ta gặp những đứa con gọi là phá gia chi tử, hoặc là những người vợ không có đoan chánh thì của cải, của thiên bạc vạn cuối cùng cũng tan thành mây khói mà thôi. Như vậy thưa đại dương, nếu như ai đó mà có tài sản lớn thì người đó phải biết đem lại an lạc cho cha mẹ, vợ con, người phục vụ, làm công cho bạn bè thân hữu bằng cách chia sớt, san sẻ yêu thương tài vật ấy. Hoặc là chúng ta cúng dường cho các bậc sa môn, các bậc hiền thiện, các bậc hướng thượng, thì kết quả chúng ta sẽ đi đến những cảnh giới cao thượng, hưởng quả phúc của cõi người và cõi trời. Như vậy, thưa đại dương, các tài sản nếu thọ dụng chân chánh sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổn giảm và có nhiều kết quả thiện lành. Vấn đề ở đây được đặt ra. Cuối cùng rồi, mình cầm tiền trong tay nó cũng mong manh lắm nha quý vị. Mình phải cẩn trọng, nhìn trước, ngó sau và hãy quan điểm mình sử dụng tiền giống như ngày xưa cha thầy dạy thầy sử dụng tiền giống như cái giếng nước vậy đó. Mỗi một ngày mình múc nước giếng lên, rồi mình chia sẻ nước giếng mà mình múc được cho những người khác. Hiện giờ có thể là nước nó cạn, nhưng ngủ một đêm đi, sáng hôm sau tự nhiên nước từ những mạch nguồn khác nó sẽ chảy đầy về cái giếng của mình. Và mình tiếp tục làm hạnh, ban vui, cứu khổ, phụng sự, giúp đời. Có như vậy thì cuộc sống của mình liên tục nó không có bị nghèo khó. Còn nếu như ai để tiền yên một chỗ giống như nước giếng mà không có múc lên thì năm này tháng nọ nó cũng có nhiêu đó thôi và nó cũng không làm lợi ích cho hữu tình. Do đó cha thầy dạy thầy hãy sống ban rãi yêu thương, hành sự lợi tha, sử dụng tiền như múc nước giếng thì lúc nào mình cũng được tràn đầy và cuộc sống không bao giờ sợ bị thiếu, lúc nào cũng vào, có đồng vào rồi thì có đồng ra và có đồng ra thì chắc chắn có đồng vào. Cuộc sống nó được linh động như vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa. Và khi mà chúng ta quan sát về vô thường, chúng ta hiểu lỡ một mai mà không còn tiền bạc gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng vui thôi. Vì sao? Chúng ta đến cõi đời này, chúng ta đâu có đem theo cái gì đâu quý vị, trần trụi trụi. Thì khi chúng ta rời khỏi cuộc đời này đi chăng nữa, chúng ta cũng không lấy bất kỳ một của cải nào ở thế gian này. Do đó, không có gì gọi là con ta, tài sản ta cả. Mà cái mà chúng ta đang có đây cũng chỉ là cái giả tạm. Thôi thì dĩ quyển độ chơn, dùng những cái giả này, nhưng mà chúng ta làm được nhiều điều phúc lành, lợi lạc cho đời. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ thưa thầy, người thế gian thường hay nói là tiền là tệ, tiền là bạc, tiền là tội. Đồng tiền để yên chỉ là mầm mống tạo thành một đống tội cho chính mình mà thôi. Nếu biết khéo léo dùng tiền để tạo phước báo thì chúng ta có thể sẽ thay đổi được vận mệnh của mình. Thưa thầy, nhận định trên có đúng không ạ? Thưa như quý vị, chị Thanh Nhã đã nói với chúng ta một điều rất là hay. Tiền để tạo phước báo sẽ thay đổi vận mệnh. Thầy muốn chia sẻ với quý vị góc độ này. Cuộc đời này á, muốn thay đổi vận mệnh thì mình cần có phước báo và cũng cần có tiền để làm phước, phải không ạ? Vấn đề được đặt ra ở đây là có những người ta không có nhiều tiền thì người ta làm phước làm sao đấy? Thì câu trả lời thứ nhất là chúng ta sẽ đi đến chùa công quả, làm những cái việc làm bằng khả năng công sức lao động của mình, giúp người, giúp đời. Rồi, vấn đề thứ hai là chúng ta đừng quá quan trọng về có nhiều tiền hay có ít tiền. Của tuy đất cát, lòng con chia thành. Bản chất của sự cúng dường làm phước không phải là tiền nhiều hay tiền ít,
mà cái tâm lượng của mình có hải hà hay không, có rộng lớn, có lượng cả bao dung, và cúng dường bằng cái tâm chí thành thì vẫn có thể tạo phước để chuyển được cái nghiệp báo vận mệnh của mình. Trong chuyện cổ Phật giáo có kể một mẫu chuyện. Ngày xưa có một cô con gái, cô này mồ côi cha mẹ ngay từ nhỏ, không ai nuôi. Và cô đã phải sống một cái đời sống lay lất đầu làng xó chợ ăn xin, tối lấy chiếu quấn nằm ngủ. Một hôm, cô nghe nói ngày rằm tháng 7 cúng dường Tam Bảo có phước rất là lớn. Cô nghĩ rằng mình phải tạo phước để mình thoát kiếp nghèo khổ này. Hôm đó cô đã xin được 2 xu hào. 2 xu thì tiền rất là ít quý vị. Cũng muốn mua cái gì đó để cúng dường cho chư Tăng trong chùa, và chư Tăng có thể hưởng hết được đồng đều với nhau. Nghĩ như vậy thì cô mới đi mua 2 xu muối. 2 hào đó đó, đi mua 2 xu muối, đem vô chùa và năn nỉ một cái vị nấu cơm. Con xin có 2 xu muối này, xin được cúng hết cho chư Tăng trong chùa. Mong chư Tăng khi mà nấu thức ăn bỏ muối của con, để một phần nào đó con được trượng thừa công đức. Thế là vị ấy liền bỏ nắm muối của cô vào nồi canh to. Và vị đó nói rằng, đây, ta đang tác phước thiện duyên cho cô. 2 xu muối của cô cúng cho chư Tăng ngày hôm nay sẽ trổ quả lành trong tương lai. Và bẵng đi một thời gian thì cô cũng không còn nhớ đến cái chuyện mà mình đã từng cúng muối ở Tam Bảo của một ngôi chùa. Dần dần lớn khôn, cô càng xinh đẹp lạ thường. Trong khi đó thì triều đình, nhà vua muốn chọn người để cưới vợ cho thái tử. Thấy mỹ nhân nào, thái tử cũng từ chối. Bây giờ đức vua mới ra lệnh cho các quan đi tìm trong chốn nhân gian một người con gái đẹp nào để có thể giới thiệu cho thái tử lấy làm vợ sẽ được trọng thưởng. Lúc đó thì có một ông quan, ông đi ngang qua cái vùng đó. Ông thấy trên trời có vầng mây đỏ, và theo nhân tướng học, chiêm tinh bói toán thì ông biết rằng nơi đây chắc có dị nhân phước lớn. Đến giờ trưa, trên đường về thì ông đã thấy một cô gái 16-17 tuổi đang nằm trùm cái chiếu ngủ. Ông đến gần, nhìn cô bé và ông đã tìm thấy được một cái nét đẹp rất là lạ thường trên gương mặt của cô bé này. Và ông đã mang cô bé này về nuôi, nhận làm con, chăm sóc dạy dỗ đàng hoàng. Và 2 năm sau, khi cô ta tròn 18 tuổi, nét đẹp rất là tuyệt vời, đã đưa cô ấy đi đến gặp đức vua. Và khi lần đầu tiên thái tử gặp mặt là đã ưng ý và cưới cô ấy làm vợ. Sống với thái tử một khoảng thời gian thì đức vua mệnh chung qua đời, thì thái tử lại lên làm vua. Bây giờ cô đã chính thức là làm hoàng hậu. Một hôm, cô nhớ lại cái tiến trình trong cuộc đời của mình. Cho đến thời điểm này, tại sao mình có phước duyên mình làm hoàng hậu như vậy? Từ một con người nghèo khó, bắt đầu cô ngồi tĩnh tọa, cô quán chiếu, và cô thấy được rằng đây là cái nhân từ cái việc mà mình cúng muối mà được cái kết quả thiện lành như vậy. Sáng hôm sau, cô ta đã trở về đúng cái ngôi chùa mà ngày xưa cô đã từng cúng 2 xu muối ấy. Thì cô ta báo với tất cả mọi người chuẩn bị để đón rước cô ta. Khi mà cô đi đến chùa thì hầu như mọi người vẫn bình thường à. Không có bất kỳ một thái độ nào đón tiếp một cái vị gọi là quốc mẫu của đất nước đi đến chùa. Cô cảm thấy không có vui. Cô ta gặp thầy trụ trì và cô ta nói, ngày xưa con là đứa ăn mày, chỉ cúng dường có 2 xu muối mà cả chùa ai cũng hoan hỷ, đánh trống, ca tụng hạnh đức của con. Bây giờ con là hoàng hậu, con đã chở theo ở phía sau xe là 2 xe trân bảo đến đây để cúng dường. Mà sao con không thấy chùa có bất kỳ một động thái nào gọi là tiếp đón một cách nồng hậu như vậy? Thầy trụ trì chắp tay mỉm cười và nói, ngày xưa, thưa với thí chủ, 2 đồng xu cúng muối của thí chủ là mạng sống của quý vị. Quý vị cúng hết bằng cả tâm thành để quý vị mong muốn thay đổi thời vận nhờ cái phước báo.
cụ cúng bằng tất cả tâm thần. Có thể nói lúc bấy giờ thí chủ nhớ đi, có phải là thí chủ đã nhịn đói, nhịn ăn bớt mặt 2 xu đó lớn vô cùng. Ngày nay thí chủ đã trở thành hoàng hậu, nhưng mà xin thưa rằng những của cải đầy xe phía sau của thí chủ đó là của dân chứ đâu phải là của thí chủ đâu. Thí chủ đã lấy của người khác để làm phước cho mình thì nó cũng không phải là điều quan trọng. Nghe như vậy thì hoàng hậu mới giật mình thức tỉnh. Qua câu chuyện đó để chúng ta thấy được rằng có đôi khi khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh cùng cực đó, giữa cái sống và cái chết, giữa cái tiền bạc mà là sản nghiệp duy nhất của mình, mà chúng ta dũng mãnh phát tâm như vậy để bán cái nghèo, để thay đổi cái vận mệnh, thì lúc bây giờ sự tha thiết chí thành chúng ta lớn lắm. Còn bây giờ chúng ta ỷ, chúng ta giàu sang, thì chính vì vậy mà cái tâm lượng của mình cúng nó vẫn còn phân biệt. Mong rằng với tất cả mọi người, khi mà chúng ta tạo phước bằng cả cái tâm thì cái kết quả thiện lành. Và một phần nào đó thầy muốn nhắc nhở với đại chúng, không phải có nhiều tiền mình mới làm phước được, mà cái quan trọng là khi chúng ta làm phước bằng những đồng tiền của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sống bằng phương pháp lành, nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên hưởng dụng chứng minh. Ở đây là tấm lòng thành mới chiêu cảm lấy những quả lành cao thượng tốt đẹp. Mô Phật, con xin cảm ơn Thầy. Dạ thưa Thầy, Thầy xin Thầy hoan hỷ cho con và quý vị khán thính giả hiểu thêm về câu thơ này ạ. Khi mê tiền chỉ, xin lỗi, khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ ra mới biết trong tiền có tâm. Vấn đề ở đây mà chị Thanh Nhã đặt ra cho chúng ta rất là hay. Thường thường á, chúng ta hay nói là tiền và tâm. Có những người cho rằng là người ta sống chỉ vì tiền mà không có lương tâm. Nhưng chúng ta phải nhớ một điều, có đôi khi nhờ tiền mà tâm nó mới hiển, tâm nó mới tỏa chiếu. Khi mê thì tiền cũng chỉ là tiền thôi. Nhưng mà nhờ mình giác ngộ, mình chuyển hóa từ cái tiền đó đó, nó nảy nở những tâm lành. Không có những cái duyên ban đầu từ tiền thì chưa chắc là tâm của chúng ta hiển bày những giá trị cao thượng. Trong truyện cổ Phật giáo có kể lại một mẫu chuyện là thiền sư Bạch Ẩn ở tại Nhật Bản. Thiền sư có một người Phật tử tại gia. Anh này rất là cung kính Tam Bảo, thường lui tới chùa. Nhưng khổ nỗi anh ta có một người cha, bây giờ tuổi cũng đã xế chiều. Anh ta hiểu về nhân quả đạo đức Phật giáo. Anh ta mong ước rằng cha của anh ta cũng thực tập những giá trị cao thượng và cho tiến trình tái sinh được an lành. Anh ta sợ rằng cha của anh ta cả một cuộc đời không hề làm phước, không có biết dùng tiền bạc để cúng dường. Anh ta mặc dù có cho cha tiền nhưng mà cha sử dụng những việc làm vô bổ mà không hề bố thí làm phước. Mà đặc biệt cha anh ta là người rất là keo kiệt. Làm chuyện gì mà té ra tiền á thì ông ấy mới làm. Bây giờ anh ta trình bày hết tất cả tâm nguyện của mình cho thiền sư Bạch Ẩn nghe. Bây giờ con muốn độ cha con quay về với Phật pháp phải làm sao? Ổng cả cuộc đời chỉ tham tiền thôi. Thiền sư Bạch Ẩn mỉm cười với nói một câu như vậy: không sao, bây giờ con về con nói với cha con á là hòa thượng ở chùa là thiền sư Bạch Ẩn bận biểu rất nhiều công việc, bận đến nỗi mà không thể tu hành như ý muốn được. Bây giờ hòa thượng nhờ ai đó tu mướn giùm hòa thượng, tu phụ. Giờ công việc Phật sự của hòa thượng nhiều quá, bây giờ cứ 10 chuỗi niệm Phật, ai niệm tu mướn giùm thì hòa thượng sẽ trả cho một quan tiền. Và phải chọn cái người lớn tuổi nha, chứ nhỏ tuổi không được. Vì cái người lớn tuổi thì cái trình độ họ thượng thừa hơn. Những người đó thì niệm mới có được cái huân tu công đức. Thì khi mà anh ta về nói với cha, cha anh ta vui vô cùng. Con về con nói với lại thiền sư Bạch Ẩn chọn cha đi. Thứ nhất cha là người lớn tuổi là đúng điều kiện nè. Thứ hai là cha có kinh nghiệm nữa. Là cha làm việc bằng hết cái tâm. Mấy chục năm nay cha làm việc cho ai là cha làm trọn vẹn
Do đó là Bảo với thiền sư là cha sẽ tu mướn cho thiền sư rất là thành công. Mỗi ngày 10 chuỗi niệm Phật sẽ được một quan tiền. Thì bây giờ con cứ nói đi, cha ký hợp đồng làm việc với thiền sư. Và rồi chuyện gì xảy ra? Người cha của chàng thanh niên này mỗi ngày niệm 10 sâu rất trang nghiêm và nhận được một quan tiền. Và một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Bây giờ không lẽ ngày nào cũng lên nhận tiền thì nó cực quá, thì dẫn tuần lên nhận lần. Một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, năm tuần. Nhưng tới tuần thứ sáu, tuần thứ bảy, tuần thứ tám thì không thấy lên nữa. Không lên nhận tiền từ thiền sư nữa. Và có vẻ một cái điều kỳ diệu đã xảy ra nơi cha của chàng thanh niên này. Có nghĩa là niệm Phật một câu thì phước sinh vô lượng. Lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Mấy tuần đầu còn niệm Phật để nhận quan tiền của thiền sư. Nhưng chắc có lẽ nhờ niệm Phật lâu, cái chất Phật nó đã thấm vào cái tấm lòng, cái trái tim và khai mở cái tuệ giác cho cái người cha của chàng thanh niên này. Và thiền sư Bạch Ẩn cũng biết được bây giờ mình hóa độ niệm Phật ăn tiền cho cái người vốn dĩ keo kiệt kia mà đã được mở tâm và đã được khai sáng và đã được tuệ giác. Cho đến một hôm thì chàng thanh niên thưa với thiền sư Bạch Ẩn rằng: Bạch thiền sư, có lẽ là cha của con mấy bữa nay sức khỏe rất là yếu, nhưng mà ngày nào cha con cũng ngồi trước bàn Phật hết á, và cũng lấy sâu chuỗi ra niệm Phật. Mặc dù không lên nhận tiền từ thiền sư, nhưng mà từ cái tuần thứ sáu cho tới bây giờ là cha con ngày nào cũng công phu nghiêm mật hết. Sáng hôm nay thì cha con có nói với con là xin mời thiền sư đến nhà cho cha con gặp một lần cuối cùng trong cuộc đời. Thiền sư Bạch Ẩn mới hoan hỷ và nói rằng: ta đang chờ ngày đó lâu rồi. Thiền sư Bạch Ẩn đã đi đến gặp và nhìn từ xa uy nghi đỉnh đạt, dung mạo khả quan của một cái người niệm Phật rất là chân thành, tha thiết. Và khi chào thiền sư Bạch Ẩn thì lúc bấy giờ cha của chàng thanh niên đã nói rằng: có thể nói trong cuộc đời của con thiếu phước khi biết về Phật Pháp chậm quá. Con vẫn còn tham về tiền bạc, và nhờ cái cách giáo dưỡng của thiền sư niệm Phật ăn tiền mà đã độ một cái người keo kiệt như con. Từ lúc mà con niệm được danh hiệu Đức Phật, rồi con thấm nhuần cái hồng danh Phật, tha lực Phật đã chuyển hóa nội tâm con. Và tự nhiên con trí con sáng ra, con học thêm về Phật Pháp. Con biết không có gì gọi là của tôi, tài sản của tôi. Khi tôi chết những gì đã xài, những gì tôi xài thì đã hết. Những gì tôi chưa xài thì người khác xài. Tôi chỉ mang theo những gì tôi đã cho. Và đây là những đồng tiền con còn để trang nghiêm trên bàn thờ. Những đồng tiền mà con đã niệm Phật mà giữ được cái phẩm hạnh như ngày hôm nay, lúc đầu ăn tiền của thiền sư thôi, thì bây giờ con xin gửi trả lại. Và con báo với thiền sư là có lẽ sức cùng lực kiệt, con gặp thiền sư trong giai đoạn này lần cuối cùng, để rồi con mãn nguyện ra đi. Con cảm ơn thiền sư những phút giây cuối đời cần tử nghiệp của con, mà thiền sư đã dạy cho con một bài học vô giá về pháp môn niệm Phật, mà mở đầu bằng cái việc tham đắm của con là niệm Phật ăn tiền, nhưng đã cho con một bài học giác ngộ. Thì thưa với đại chúng, nói xong thì vị đó đã nhắm mắt lại an nhiên niệm Phật, và một khoảng thời gian một canh hai canh giờ, thiền sư Bạch Ẩn nói rằng cha của con đã nhập định và ra đi bình yên. Thế thì khi mê, tiền chỉ là tiền, đúng không ạ? Và ngộ ra thì mới biết trong tiền có tâm. Mấy ai được như thiền sư mà độ được một cái người keo kiệt như vậy. Và thầy tin rằng dưới bất kỳ hình thức nào, ai đó cho dù có mê mờ cách mấy, nhưng chúng ta biết khéo léo, biết vận dụng, biết hướng dẫn cho họ đi đến con đường đạo đức tình thương, cho dù chỉ là phương tiện trả công cho họ về tiền bạc để hướng họ quay về Phật Pháp. Nhưng mà quý vị thấy không, Phật Pháp nhiệm màu độ người ta từ một con người keo kiệt không biết bố thí trở thành một con người tu tâm niệm Phật và
kết quả được an lành, đời sau chắc chắn tái sinh về cõi tịnh. Và nếu như có sinh ra trong cuộc đời này thì nhờ ánh sáng Phật Pháp, người ấy sẽ rộng mở tấm lòng bố thí, làm phước cúng dường nhiều hơn. Nam Mô Di Đà Phật, con xin cảm ơn rất nhiều sự có mặt của Thầy Thích Lệ Minh đối với chương trình Như Vầng Trăng Mát. Và chủ đề Phật dạy về tiền bạc ngày hôm nay cũng đã kết thúc vậy chương trình. Thanh Nhã xin cảm ơn rất nhiều thời gian quý báu quý vị dành cho chương trình. Và Mô Phật, con xin cảm ơn Thầy. Xin hẹn gặp lại Thầy và quý vị vào chương trình lần sau ạ. Nam Mô Di Đà Phật. Phật như vầng trăng mát soi sáng bầu thái không, cõi lòng ai thanh thản chẳng hiện bóng trong ngần. Phật như